Cô chào các con. Hôm nay cô sẽ dạy các con môn toán bài. Bài toán có lời văn. Nào, chúng ta cùng khám phá nhé. Các bạn quan sát tranh rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán. Bài toán có chấm 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 bạn. Có thêm chấm 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 bạn đang đi tới, hỏi có tất cả bao nhiêu bạn. Cô và các con cùng quan sát và thực hiện nào. Các con nhìn và cho biết có mấy bạn. Có một bạn đúng không? Ta điền số 1 vào đây. Các con quan sát tiếp. Có thêm mấy bạn đang đi tới, ta thấy có 3 bạn. Vậy ta điền số 3 vào vị trí này. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn? Các con nghe cô đọc lại bài toán. Có 1 bạn. Có thêm 3 bạn đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn? Chúng ta vừa hình thành một bài toán có lời văn. Bài toán có lời văn là sao? Là bài toán phải có số và có câu hỏi. Vậy khi con đọc một bài toán, cần chú ý hai điều. Thứ nhất là bài toán cho biết gì? Với bài toán này, thì bài toán cho biết gì đây? Bài toán cho biết có một bạn, có thêm ba bạn đang đi tới. Điều thứ hai con phải lưu ý là bài toán hỏi gì? Với bài toán này, câu hỏi là hỏi có tất cả bao nhiêu bạn. Cô vừa hướng dẫn cho các con xong bài tập 1. Ta tìm hiểu kỹ hơn với bài tập 2. Bài 2, viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán. Các con quan sát tranh và điền số còn thiếu trong bài toán. Các con nghe cô đọc lại bài toán một lần. Có chấm 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 con thỏ. Có thêm chấm 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 con thỏ đang chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ. Vậy theo con, bài toán cho biết gì? Bài toán cho biết là có 5 con thỏ. Có thêm 4 con thỏ đang chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ. Ta đã hoàn thành xong bài toán có lời văn. Các con lưu ý, đối với bài toán này, chúng ta cần nhớ là bài toán cho gì? Là bài toán cho biết có 5 con thỏ, có thêm 4 con thỏ đang chạy tới. Bài toán hỏi gì? Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ. Vậy, cô và các con vừa thực hiện xong bài tập 2. Ta tiếp tục bài tập 3. Viết tiếp câu hỏi để có bài toán. Các con hãy quan sát tranh và nghe cô đọc bài toán. Có một gà mẹ và 7 gà con. Hỏi chấm 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 chấm. Yêu cầu của bài 3 khó hơn và khác so với hai bài tập trên ở chỗ là các con phải viết câu hỏi cho bài toán. Bài toán cho có một gà mẹ và 7 gà con. Hỏi chấm chấm chấm. Theo con, bài toán này còn thiếu gì? À, thiếu câu hỏi phải không? Như các bài toán trên cô đã hướng dẫn, thì với một bài toán có lời văn, cần phải
Chú ý hai điều. Thứ nhất là bài toán cho biết gì. Thứ hai là bài toán hỏi gì. Nhiệm vụ của chúng ta là phải đặt câu hỏi và viết câu hỏi cho bài toán này. Vậy câu hỏi của bài toán này sẽ là: hỏi có tất cả bao nhiêu con gà? Các con cần nhớ khi viết câu hỏi thì luôn bắt đầu bằng chữ hỏi. Và trong câu cần có từ tất cả. Cô đã hướng dẫn cho các con xong bài tập 3. Chúng ta sẽ tiếp tục sang bài tập 4. Bài 4, nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán. Các bạn quan sát bức tranh và nghe cô đọc bài toán. Có chấm chấm chấm, con chim đậu trên cành. Có thêm chấm chấm chấm, con chim bay đến. Hỏi chấm 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 chấm. Như các con đã học ở trên, thì một bài toán có lời văn cần phải chú ý mấy điều? Hai điều. Thứ nhất là bài toán cho biết gì. Điều thứ hai là bài toán hỏi gì. Hãy vận dụng điều này để làm bài tập 4 các con nhé. Bài học rồi gửi bài cho cô các con nhé. Bài học chúng ta đến đây đã kết thúc. Chào tạm biệt các con. Cô chúc các con có một ngày học thật vui.